giờ ngoài trời tuyết đang rơi các bạn. Để mình quay ra đông tuyết nhà mình. Bữa trước có bão tuyết là đại hết các bạn. Bạn thấy tuyết rất là nhiều. Đây các bạn thấy nhà nào nhà đấy cũng có một đống tuyết thiệt bự, chả bá lửa phía trước nè. Thì hồi trước mình nghĩ là cái xe này là của hàng xóm qua nhà mình ủi nha, mà không phải các bạn ơi. Cái xe này là của bệnh viện mình á, là người ta đỡ gửi nhờ nhà này. Mỗi lần mà tuyết rơi nhiều là họ sẽ xuống người ta lái qua người ta cào. Đó các bạn thấy trên mái nhà không? nhìn tuyết phủ á các bạn. Nhà này chưa dọn nè, chưa dọn. Nhìn tuyết phủ á, dễ sợ không? Nếu mà không dọn là sắp tới nó nặng là nó đè cái mái nhà nguy hiểm lắm các bạn. Ở mấy cái vùng lạnh này đi làm về là phải dọn tuyết, xúc tuyết, rồi chưa nói là mấy cái phí á các bạn, cái phí trả tiền điện, tiền nước, rồi tiền khí đốt nó rất là cao, lên tới mấy ma nữa các bạn. Cái chỗ này là người ta đang bán đất đó các bạn, chỗ này là đất trống rồi. Đó, bạn nào muốn mua là liên hệ gọi mua nha các bạn. Ở bên Nhật người ta tính thuế đất đồ, mỗi năm là phải đóng thuế nhà đất. Ngày xưa Việt Nam mình cũng có đóng thuế nhà đất, như đây là bỏ rồi. Người ta cào đẹp không các bạn? Nó có cái máy cắt á, chạy nó cắt rất là đẹp. Bữa trước mình đi làm mà lội tới đồ gối rồi các bạn. Nghĩ khiếp thiệt luôn. Đây các bạn. Cao hơn cái đầu mình đó các bạn. Nếu mà tính là hơn cái đầu mình đó, rất là cao. Chịu nhìn buồn các bạn. Chịu nhặt nhìn buồn à. Bên đây nữa nè. Trắng ở đâu? Mùa đông ra đường là nguyên một màu trắng rồi các bạn. Nhìn là hơi buồn buồn một chút không các bạn. À quên, hồi nãy giờ mình chưa chào các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn. Hồi nãy giờ quay quên chào quá các bạn ơi. Xin lỗi mọi người nha. Thì đôi khi giờ lực quay video cứ quay đi rồi quay gì rồi quay những cái cảnh nó quen thuộc rồi. Bởi vì tuyết nó nhiều quá các bạn, mình không có đi đâu được hết á, đi nó rất là mất tiền. Nên là thôi giờ mình cứ mình đi công việc của mình tới đâu á thì mình quay tới đó mình chia sẻ với các bạn thôi. Rồi qua mùa hè rồi mình mới quay nhiều cái nơi đẹp cho mấy bạn xem ha. Mình sẽ lái xe đạp mình đi. Nếu còn mùa đông là đi xe đạp rất là nguy hiểm, đi không khéo là té gãy răng các bạn. Ngoài sau lại có đông tuyết thiệt to nè. Mình may mắn một cái là mình không có dọn tuyết các bạn. Được người ở bên bệnh viện người ta xuống người ta cào rồi, khỏe. Chứ đi làm về dọn tuyết rất là cực, rất là mệt. Vì phía trước kia các bạn phải có cái xe chở tuyết nó chở đi đổ các bạn. Đây có xe bên ở phía trước nè. Đó là người ta đang chở tuyết đi đổ. Ở chỗ này là người ta chưa lái nè các bạn. Nhìn đống tuyết rất là to. Không thấy không? Đây là một cái hình ảnh rất là đặc trưng của Hokkaido. Quay lại các bạn. Các bạn thấy đông đông không? Không khác gì là đóng muối hết rồi các bạn.
người ta cắt rất là đẹp. Thì ở Việt Nam mình mới bữa nay cũng rất là nổi tiếng cái khu du lịch mà ở Mẫu Sơn gì phía Bắc các bạn. Tuyết có tuyết xuống đó, rất là đẹp các bạn. Thì mình cũng có xem, rất là thú vị, thấy nhiều cô bác anh chị rồi đi chơi đi du lịch. Còn ở chỗ mình nói thật với các bạn luôn, hồi vừa mới ra chưa có tuyết, háo hức lắm. Nhưng mà bây giờ ngán rồi các bạn, thấy tuyết mình ớn luôn. Đó, cái cảnh mà người ta xúc tuyết người ta đi đổ rồi các bạn. Đó, giờ xe bắt đầu nó xúc vào đổ nha, xúc đổ lên xe bên là chở đi đổ nè. Vậy đứng lại quay cho các bạn xem các bạn, quay cận cảnh luôn chứ không có đỡ một chỗ ở đâu, đỡ nhiều quá khi nó tan nó chạy nước là rất là cực. Bạn thấy không? Đó, người ta đổ lên. Thấy à, phải chở đi đổ. Xứ lạnh là phải giỏi các bạn. Ở phía trước siêu thị còn có một đống thịt to các bạn. Công ty rồi có một cái xe cho tuyết này nè, nó cao nó tuyết các bạn, xúc lần làm hết. Hồi lần đầu tiên qua đây sống lạnh quá chừng luôn, và mùa đông lạnh, nhưng mà riết nó quen, nó không phải nó lạnh liền tuyết xuống đâu, cứ nó giảm dần dần xuống các bạn. Ví dụ như từ 20 độ giảm xuống 18 độ rồi giảm xuống còn 10 độ, rồi nó lần lần nó giảm xuống còn -1, -2 độ vậy các bạn. Thì lần lần mình thích ứng được. Nhiều người hỏi mình qua Hokkaido lạnh quá sao mà sống nổi. Mình lần đầu tiên ra mình cũng có suy nghĩ đó, nhưng con người mình lần lần là thích nghi quen các bạn. Cứ đi làm mà trải nghiệm mà biết được nhiều thứ. Như thay công á, thay công mấy anh này có đưa lên cái câu gì ta, câu gì cần kiến thức này, kinh nghiệm và trải nghiệm á các bạn. Mấy cái túi ông bán á, cũng nghe câu cũng hay các bạn, mà cũng đúng thiệt. Đôi khi mình cần kiến thức của rồi trải nghiệm rồi mới có kinh nghiệm. Đây các bạn, hai bên đường đi là tuyết đây các bạn. Tuyết cao hơn cái đầu của mình luôn nè, khiếp thiệt. Bên này nữa nè, bạn thấy không? Đây đâu đóng mà nhìn dở sợ luôn các bạn. Đó, ra sau lưng rồi các bạn thấy không? Nhìn ghê á. Còn bên này nữa này vậy các bạn. Đó, đông tuyết này. Rất là to các bạn. Cao hơn cái đầu mình á, cao hơn. Đó, thấy tuyết à. Phải nói là Hokkaido là tuyết, là năm nào mà không có tuyết là năm đó bất thường các bạn. Kiểu trái đất là sắp bị phá hủy rồi đó. Năm nào là nó cũng trước rồi đói các bạn. Bên này có cái quán mở nhật xa các bạn, nghe rất là hay, nghe giống giống cái nhạc mà ở quán cà phê các bạn. Quán này đóng cửa mất rồi, thì quán này bán bánh bán kem gì đó. Rồi buổi nhập vào buổi đông nghe mới nhạc là phiêu các bạn, quá phiêu luôn. Các bạn thấy mấy cái nhà mà thiết kế bên Hokkaido không? Đó là phải có cái ống khối này.
khi mà người ta đốt lò sưởi là người ta thải qua cái ống khói đó các bạn. Để thải ra ngoài nha. Nếu không là nó đậm khói ở trong nhà, thứ nhất là nó hôi nhà là một. Thứ hai là nó chứa nhiều cái chất CO2 các bạn, dioxide là ngậm ở trong đó hồi nào cũng hay luôn á. Hồi nhớ Việt Nam mình có mấy cái vụ mà đốt sự ấm than ở trong nhà đó, chết ở trong nhà luôn. Mấy băng nước tự động này thì ở Nhật là hồi nối rồi các bạn. Đó là mình coi thử có sót tiền không. Mình thấy thường thường mình thấy mấy cái người mà hay mua nước tự động các bạn, người ta không có lấy tiền dư á. Mình thấy nhiều người Việt mình hay tới mấy cái cây nước tự động hay kiếm các bạn. Đây là một cái nhà khám nha, chẩn đoán người xương các bạn. Đây là mấy cái nhà khám bệnh hết à. Chỗ này là chỗ Yakut, công ty của Yakut á. Nó là đặc trưng và bán sữa chua rồi các bạn. Ui, tuyết này. Chỗ này các bạn thấy không? Miếng gương. Miếng rất là to. Đây là cà phê. Quán cà phê, đồ ăn, nước uống rồi là đây các bạn. Nói trong chỗ mình cũng có nhiều quán lắm nha. Mà mình này ít khi mình đi vô lắm. Kiểu như mình không hứng thú lắm mà có bạn bè rủ mình mới đi các bạn. Đó, đây là cái quán mà bán mì nha các bạn, ramen nha các bạn. Thì Nhật Bản là rất là nổi tiếng về ramen. Người Nhật á lúc nào cũng hỏi mình các bạn thích ramen Nhật hay không, hỏi biết vậy á. Còn bên này là cái tiệm điện tử của Panasonic, đồ chính hãng các bạn, vô đó là mua đồ chính hãng hết. Bạn thấy đông tiếc à, cào này, cào dồn đóng dở sợ không các bạn, giống như là cánh đồng muối à. Để đi dạo hết quay nha. Đó, cánh đồng tuyết đây. Nhầm. Núi tuyết á, mình phải nói núi tuyết mới đúng các bạn. Nhầm kêu đó cánh đồng tuyết. Thì mấy cái nhà mansion đây nè, người ta cào nha các bạn. Cào vô lại này. Thấy nha, đâu đóng to không. Đâu đóng rất là to các bạn. Thì sắp tới là phải chở đi đổ, chứ không chở đi đổ là nó chảy nó tan nước nó ngập thôi, biết khi nào cho nó khô. Đóng dễ sợ. Bây giờ là mình đi vô cái cây ATM, mình gửi tiền các bạn. Camera mở ra thì vô đó mình gửi tiền rồi các bạn. Tất cả ATM rất là đẹp các bạn. Nãy giờ mình đi dạo rất là nhiều nơi rồi các bạn, và máy nó ít dung lượng quá nên là mình không có quay dài. Bây giờ đi xuống tới siêu thị rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô siêu thị nha, để chờ mấy xe qua. Chuẩn bị là cô siêu thị được mua một ít đồ các bạn. Rồi anh hôm mai mốt đi làm. Thì là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Thì hôm nay đi gửi tiền các bạn. Những tiền đi dạo quay chút cho mấy bạn xem. Biết mùa đông ở bên Nhật. Thì được chúc cho tất cả các bạn ai nói đều dồi dào sức khỏe nha các bạn, và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn.